Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc trực tuyến với đại sứ, đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Jong về các khuôn khổ hợp tác song phương và khu vực, các sáng kiến kết nối kinh tế. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi về việc hợp tác kinh tế song phương, đa phương và khu vực với đại sứ Hoa Kỳ và Bộ trưởng Singapore, chia sẻ quan điểm tiếp tục hợp tác, tham vấn và thảo luận sâu hơn về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như Việt Nam và Singapore. Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Singapore hiện đang là thành viên, cũng như xây dựng và phát triển các khuôn khổ hợp tác với sự tham gia của Hoa Kỳ và các nước. Bộ trưởng cũng thảo luận các nội dung hợp tác giữa ASEAN và Hoa Kỳ để chuẩn bị tốt cho hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa ASEAN và Hoa Kỳ dự kiến được tổ chức vào thời gian tới.